Và các bạn nên nhớ dọn lại một chiếc xe là để sử dụng. Những xe tay dọn lại, các bạn chân kiện có, các bạn đi lại có. Nhưng mà tay không cần quan tâm là các bạn để ở nhà hay các bạn sử dụng, tay vẫn làm cho nó ngon nhất, nó đầm nhất và nó êm nhất. Để mà khi các bạn cần các bạn sử dụng, nó phải chạy được và nó phải chuẩn, nó không bị trục trặc, chủ xe người ta không khó chịu. Đó là cái tiêu chí hàng đầu của em. Mọi người như một, tất cả cho dù của chân cái xe hay là có để làm kỷ niệm hay là có sử dụng hàng ngày, cái xe các bạn vẫn thấy ngon. Rồi, chào 500 em YouTuber. Rồi, hôm nay là mình chạy thử xe Rim Sim Super 99 6614 của ông chú. Thì hôm nay ngày 24 tháng 2 á, là bữa giờ mình nghỉ 3 ngày. Thì nhân viên chạy giùm mình, roda giùm mình là 52 cây. Nhân viên chạy giùm mình là 52 cây. Thì bữa nay mình lên Sài Gòn lại thì mình chạy roda cái xe này. Thì đôi lời gửi tới các bạn á, là đối với một cái máy xe rim mà lồng sắt, là máy rim Thái á, hoặc là những cái xe rim 99 máy ba cục giống vậy nè, thì các bạn phải chạy roda ít nhất là 2.000 cây số hoặc 3.000 cây số thì cái xe của các bạn nó mới nhẹ được. Thì khi mà các bạn chạy nhiều như vậy á, thì cái máy nó mới không kêu lòng, nó mới nhẹ hết tất cả mọi thứ. Có nhiều anh chạy tới 5.000 cây của đầu cái máy mới nhẹ, mà nhẹ một cách rõ rệt nha các bạn. Thì cái ngày mà những cái ngày mà các bạn vừa nhận cái xe về, tốt nhất là các bạn nên chạy roda. Các bạn đừng bao giờ để ở nhà mà nổ máy roda, mà các bạn nên chạy đi. Bởi vì sao nên chạy? Bởi vì chạy, khi mà chạy về thì giải nhiệt, gió giải nhiệt rất là tốt. Còn khi mà các bạn để ở nhà các bạn nổ roda á, nó không có gió giải nhiệt, nó sẽ sinh nhiệt rất là nhiều. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà cá nhân của riêng Tây, Tây góp ý với các bạn. Và một cái xe các bạn làm của mình đó, lâu hay nhanh, hay mới làm hay làm đã lâu rồi, mình không quan trọng. Mình quan trọng là khi các bạn đã làm của mình mà dọn mới full cái xe vậy nè, cho dù các bạn đi 2 năm, 3 năm, các bạn tới canh chỉnh thì Tây vẫn canh chỉnh hoàn toàn miễn phí cho các bạn hết. Cho nên là các bạn đừng có ngại là xe mình ít đi hay đi nhiều đi ít gì hết. Thắng đang hoạt động tốt nè, thắng chân đang hoạt động tốt, máy thì đang đi ngoài đường ồn á, thì trước mắt thấy là rất là êm. Thì lát nữa mình có một cái đoạn mình đi về nhà mình vô trong hẻm vắng, nói chung là từ tiệm mình về nhà mình cũng tới 20 cây số nha các bạn, thì cũng sẽ kiểm tra thử là nó sẽ kêu cái gì đồ, vô trong hẻm nó có kêu cái gì, nó có cạ gì hay không. Rồi chào tạm biệt các bạn. Khúc này mới quan trọng rồi các bạn. Sáng sớm 25 tháng 2 2022, bấm cái nổ. Thì khi các bạn vừa nổ xong á, các bạn cho nó nổ chừng 30 giây hoặc 1 phút đi thôi, để cho ống sáo á nó bơm nhớt vào lên, nó êm, để có nhớt trên đồng bà đồ nổ đồng đi. Này là anh Nguyên mới than anh ráp xe này, chắc bữa giờ tay không chắc bữa giờ phải có công chuyện anh tự giải quyết, anh canh xăng anh đồ xong hết rồi, ngon lành rồi, giờ là chơi nó thôi đó. Mà xe này á là bị một cái nha các bạn, cạ bột sên, đi trên một con đường thẳng vậy là không cạ đó, đi trên con đường thẳng vậy là không cạ nè. Nhưng mà ôm cua á, lúc mà ôm cua qua góc nghiêng á, giống như là mình đi mình lấy cua vô hẻm này đi, hoặc là mình lấy cua phải cua trái gì á, nó cạ hột sên. Thì bây giờ tay qua tiệm tay sửa cái vấn đề cạ hột sên lại nữa là xong. Xe này hên may mắn ráp vô đồ đầu lòng êm, nồi cũng không hú, thấy nồi không hú rồi phẻ ngược trước rồi, còn đầu lòng thì sao làm cũng được hết. Bữa nay ngày 8 rưỡi ngày 25 tháng 2 thì mở nồi ra,
kiểm tra lại cho ông chú lần nữa, nó bị rung. Thì chú hỏi sao lóc chú màu đen mà chú nhớ thì chú màu trắng đó, thì gắn mấy cái lóc này là lóc nháp để cho nó khỏi hư đồ xe chú, chừng nào mà xong xuôi hết á thì con mới thay đồ mới vô. Rồi chào 500 em UE, thì quá trình canh xe 6614, đây là 1 giờ ngày 25 tháng 2, canh cho cái nồi không rung. Cái xe này được cái là không hú nhưng mà lại bị rung cái nồi. Rồi sáng giờ là mình xử lý hai lần, thì bây giờ mình mở ra mình canh lại tiếp cho chú. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 em UB, hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2022, thì bắt đầu là mình chính thức rớt đầu lòng ra đó, mình kiểm tra là bít tông thử có lên khói lên nhớt gì không, chảo đầu có khô hay không đó. Rồi bắt đầu là mình sẽ thay cái lóc mới, thay ốc mới, thay lóc nồi mới, thay tất cả ron đen của xe rim Thái vào xe này. Mặc dù xe này là xe rim súp bê nhưng mà nó là súp bê đời 99, là đồng hồ rim Thái, đồ rim Thái đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo hết tất cả toàn bộ ốc cũ trên xe, lóc cũ trên xe, thay thế bằng tất cả phụ tùng mới, ốc mới chính hãng, rồi ron riết rồi thay hết. Rồi chào 500 em UB, thì đây là xe rim súp bê 6614. Thì trước khi mà giao á thì bắt đầu sẽ gửi ra vệ sinh bố thắng. Thì bố thắng mình chạy được khoảng mấy trăm cây á thì nó sẽ giống như là dơ và mình vệ sinh luôn. Sau này về chủ xe đã khỏi làm, mình vệ sinh bố thắng rồi mình vô nhớt mở bò cốc nhông km đầu lại đó. Rồi chạy được bao nhiêu rồi, chạy được 200 cây. Thì bố đồ nó ăn đều rồi, mình chỉnh sửa bố thắng rồi lại, mình chỉnh sửa bánh trước bánh sau lại, lóc rồi mình thay lóc sơn nè. Xong xuôi hết thì mình sẽ chụp hình gửi chú xe coi và cho chú xe góp ý là cần chỉnh sửa gì thêm hay gì được không. Rồi chào 500 anh em YouTube. Vậy là hoàn thiện xong cho xe rim súp bê 6614 độ phun mới, súp bê đời 99 tem hồng. Thì mình gửi lời tới các bạn một cái lời góp ý nhỏ, nếu mà muốn dọn một chiếc xe đẹp thì cần một bộ tem zin. Riêng dòng xe súp bê á, mình nói với các bạn luôn là những bộ tem mà hiếm của xe súp bê, ví dụ tem đen, tem xanh lá cây, tem đỏ hoặc là tem tím, thì nó còn mắc tiền gấp 5, gấp 6 lần cái xe rim Thái luôn. Và vô tình á, là anh trai chủ xe á, dọn màu này và đang sở hữu cái xe màu này thì thực sự rất là dễ, bởi vì tem này còn mua được. Cái tem súp bê đời này còn mua được nha các bạn. Và đây là một bộ tem súp bê tem hồng đời 99 máy rim Thái, là cái xe này là xe ba cục á, hồi xưa á. Cho nên là mình dọn lên cái xe lúc nào cũng vậy, tay rất là thích cái xe súp bê đời này hoặc là cái tem đời 201. Bởi vì đầu tiên á là máy đó là máy rim Thái, chất lượng xe của nó hồi xưa thì nó là ba cục hàng Thái Lan về, thì chất lượng nó rất là tốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái gì, tem mình mua được tem chính hãng Honda, cho nên là nó đã nhìn nó đẹp, nó sắc sảo và nó nét cái xe màu hồng tươi đẹp tươi tắn. Và xe này mình dọn tổng cộng thì bao nhiêu thì chưa biết, tại vì chưa cộng. Nhưng mà hiện tại tới ngày hôm nay mình mà dọn một chiếc xe nó sẽ từ 65 đến 75 triệu vào thời điểm năm 2022. Trở về sau nữa nó có thể lên hay không thì mình không biết, nhưng mà do giá phụ tùng nó lên thì bắt buộc mình phải lên theo. Tiếp đến là về xe đời này thì những cái khác biệt của nó các bạn cũng đã thấy. 1, 2, 3 tất cả đều là của rim Thái. Rồi bẩn nó thì bẩn súp bê, mặt nạ súp bê, ba ga mũi là trên xe mình xài lại, mình xi lại. Và nguyên cụm nè, đầm trước, má đầm trước là mình xài lại hết, mình không có thay mới. Vỏ phuộc xài lại, nhưng mà ti phuộc thay, ti phuộc này thay. Và cân chén ba, cân chén ba thay chén cổ, thay tán cổ, thay full mới hết. Như clip mà trần truồng không có dần áo các bạn đã thấy. Đi sâu vào bên này thì phuộc súp bê full mới, gấp mới, bọc sơn mới, đầm sâu cũ, má đầm sâu cũ. Bô là bô súp bê, bô này nó là đít nhỏ, tiêu nó nhỏ xíu như ngón út á, nhưng mà mình ra bô cho nó thông cái xe nó thoáng.
ai đang sở hữu xe này thì đều biết đúng, hồi xưa nó là cái turbo nó nhỏ chút xíu như vậy đúng không, nhưng ngón tay út rất là bí cái xe. Giò đạp này á là mình thay cũ của anh đang đi cái giò đạp gì á, không phải là đạp Vinh, mình thay cái giò đạp khác cho ảnh. Lốc máy là sơn lại, còn đạp tháng thay mới luôn. Lúc đầu là định giữ lại nhưng mà khi mà mình ráp lên xe á, nó không có được cứng chắc chắn như vậy, cho nên là mình thay full mới. Nhưng mà có một cái xe này rất là hay và tay thích nó các bạn, là những con ốc Atasha cánh bửng nè. Những con ốc này là đúng ốc Vinh á, trên xe này còn được thì mình giữ lại cho người ta. Đó, bình xăng thay mới. Khi mà một cái bình xăng thay mới các bạn dọn mới một cái chiếc xe, khi mà nhìn ở góc cạnh này vô các bạn đều thấy thôi, nó rất là đẹp. Và nhìn cái xe nó đồng bộ với nhau. Nếu mà theo trường phái sửa chữa thì sao? Khi mà các bạn sửa chữa lại một chiếc xe, nó sẽ khoảng cách rất lớn so với một xe dọn. Hoặc ai mà đang có số tiền lỡ cỡ là đấu liên ở tiệm tay, hoặc là theo cách tay nghĩ thôi nha. Bởi vì sẽ có nhiều chỗ làm rẻ hơn hay gì đó. Ví dụ như là tay sửa chữa một chiếc xe rim shop này thì nó khoảng là 30 triệu đổ giờ cho một xe rim sửa chữa. Nhưng mà khi mà mình dọn mới á, thì nó khoảng là 60 đến 75 triệu cho một xe rim. Thì nó gần như là gấp đôi. Thì cái người, một số người người ta hay lưỡng lự vậy nè. Người ta nói là sơn giùm anh cặp lốc, sơn anh cái gấp, sơn giùm anh cái sườn thôi. Thì khi mà các bạn sơn như vậy, mình không bao giờ mình nhận làm. Bởi vì sao? Khi sơn lốc giùm anh, sơn gấp giùm anh, sơn cái sườn giùm anh, thì nó lòi ra gì? Lòi ra bẩn cũ, lòi ra nguyên cái dàn áo đồ nhựa cũ. Và ví dụ như mấy anh ráng thêm đường chút nữa, mua dàn áo mới thì lòi ra ốc cũ. Cho nên là mình luôn xác định rất là rõ. Một, bỏ hết, dọn lại từ đầu, full mới long lanh vậy. Hai, chỉ sửa chữa lại cái xe nó vẫn cũ mềm nhưng mà nó chạy rất ngon. Bởi sao các bạn cũng biết, những cái xe rim này tới thời điểm hiện tại, một cái chiếc xe rim nó đều 20 mấy năm, ít nhất là 17-18 năm. Các bạn thấy rất là lâu mà cái xe nó vẫn chạy rất là ngon đúng không? Các bạn vẫn chạy được, dùng từ là vẫn chạy được chứ không phải là, thì chứng tỏ độ bền nó có, nó ngon hơn những cái xe đời mới như giờ. Rồi, xe này biển số 63 nhưng mà chủ xe lại ở Bến Tre nha. Nhìn bên đây nè, mọi thứ đều cân đối. Yên thì phải là yên súp bê, nhưng mà cản là cản sau liêm thái, cản sau là cái này nè. Cản liêm thái là mỏng. Hợp đồng bình xăng luôn thay mới. Bốn con ốc này á là phải bốn ốc số 10, nhưng mà nó có đường chỉ nó khác bốn ốc liêm thái. Bốn ốc liêm thái cũng số 10 nhưng mà nó là chấm bi hoặc là cái mặt phẳng nó khác. Rồi, tiếp đến nè, mình giữ lại được những cái mà chủ xe người ta cũng thắc mắc. Giống như sau này dọn xe nhiều thì sưu tầm được những cái tem này. Tiếp đến là ổ khóa chỉnh ngay ở giữa bằng mặt, không lồi, không lõm, không lệch. Tiếp đến nữa là cùm này giữ lại, sơn lại cho người ta. Đồng hồ này, đồng hồ là cũ, thay kim, phục hồi mới, thay mặt mica đồng hồ. Cái mica đồng hồ này là đúng của nó là rim thái, nó không phải súp bê. Bởi vì súp bê, nếu mà súp bê là súp bê đời 99 này nè, thì nó là đã cũ thái rồi. Đó, cầm á thì sẽ rất là khó chịu. Bởi vì full bên đây là sẽ là súp bê hết toàn bộ, nhưng mà full bên đây sẽ là thái hết toàn bộ. Mình có một cái xe mẫu để các bạn tham khảo, bởi vì ở trên đây là nó là cầm HLB luôn, nhưng mà nút này vẫn là chữ star luôn chứ không phải là dấu sấm sét. Đó, rồi quay về lại bên đây tiếp. Thì cái xe đời này á, chống đứng vẫn là chống đứng liêm thái, ngắn tới đây, súp bê nó dài lại tới đây. Chống đứng này là cũ theo xe, tay tận dụng lại, tay đắp hàng đồ lại, làm lại một cái chống đứng Vinh luôn ngon và nó vẫn đẹp. Giống như là cái này tay thay mới nè, nhưng mà cái này mình sơn tính điện lại, mình làm đồng làm đồ lại, thì trong tiền làm đồng là đã có tính luôn cái này. Thì tại sao mà không thấy mới mà giữ lại cái này? Thì thật sự luôn á, là những cái nào mà còn xài được tay sẽ đều giữ lại cho các bạn, nhưng mà dùng từ là phải xài được và phù hợp độ thẩm mỹ. Không phải các bạn xài lại được là được, mà nó còn phải đẹp hay không, nó đồng bộ với cái xe khi mà dọn full mới vậy không.
Bởi vì một cái xe dọn full mới vậy thì tất cả những chi tiết nó đều mới hết, chứ không thể nào mà được một món hai món cũ trên xe. Món nào mà nó mà đồ cũ mình làm lại mà nó giống đồ mới được thì mình nên để lại. Giống như là cái phục sao cũ này của xe anh vậy, vẫn còn, vẫn đúng là một cái phục sao Super 99, nhưng mà mình vẫn trả lại cho anh, mình thay phục mới. Bởi sao phục mới y chang có, cho nên là dĩ nhiên mình trả lại phục cũ. Và tất cả đồ đạc cũ khi mà mình dọn một chiếc xe thì mình đều gửi lại cho chủ xe hết, và yêu cầu các bạn là lấy đồ cũ về. Ba ga cũng bắt ốc số 10 luôn cho đẹp đó. Đây là tỉ mỉ từng chi tiết. Thì một cái chiếc xe á dọn như vậy các bạn thấy đẹp, thấy dễ thương, nhưng mà nó là cả một cái quá trình của người thợ. Đầu tiên là phải chuyên, người ta chuyên một cái dòng xe gì đó thì người ta sẽ hiểu rõ về nó. Cái thứ hai nữa là tay nghề, người ta làm nhiều về một cái chiếc xe, người ta nếu mà các bạn luôn cố gắng đi lên thì các bạn sẽ có được một cái thế xe đẹp. Nếu mà các bạn thấy trước mắt cái điều đó mà các bạn giải quyết không được, các bạn nghĩ là cái xe nó như vậy, các bạn sẽ không lên tay nghề. Cũng rất là nhiều người ta hỏi em vụ cái xe này nè. Hồi xưa lúc mà em mới làm kênh của em á, rất là nhiều anh em nói em ráp xe cái đuôi này nó bằng hoặc là cao. Nhưng mà không phải, do các bạn không chịu đi lên, các bạn không chịu sửa sai các bạn. Cái đuôi xe rim này ở sau á nó rất là yếu và rất là mỏng. Sau mà một thời gian mười mấy năm, hai mấy năm khi mà mình chở đôi hoặc gì đó, cái sườn này tự mục nó sẽ từ từ nó sẽ xuống. Nó khác thì sau này khi mà mình làm động lại, mình phải giật nó lên, mình phải kéo lên lại thì nó mới ra được một cái thế cân đối như vậy. Còn khi mà anh em thấy cái đuôi nó cụp xuống, anh em cứ nghĩ là cái xe rim nó phải cụp như vậy thì là sai rồi. Bởi vì các bạn nên nhớ là cái xe rim các bạn đã sử dụng ít nhất 20 năm cho một tuổi đời 99, mà tới giờ 23, 24 năm thì các bạn biết nó như thế nào. Nó phải có độ hao mòn. Khi mà các bạn dọn lại một nửa đồ cũ, nửa đồ mới, cái xe không đồng bộ các bạn phải sửa sao mà nó đồng bộ lại hết, giống như là một xe hãng. Tiếp đến đó là khi các bạn bỏ xe mình dọn, các bạn phải góp ý mình 4 điều. Một là có gắn kiến hay không, hai là có gắn cái rổ giữa này không, ba là có gắn cái bẩn này không, bốn là xài chìa khóa zin hay là chìa khóa sáu cạnh, và thêm một điều nữa là cái ba ga các bạn có gắn hay không. Tất cả những chi tiết này mình sẽ hỏi ngay từ đầu, hoặc các bạn báo cho mình ngay từ đầu để anh em mình dễ làm việc. Bởi vì những cái này là theo sở thích cá nhân hết, và mình làm một cái chiếc xe thấy tiện không tiện là do mình. Tay á, những cái chiếc xe tay đi luôn phải có kiến, luôn phải có ba ga và luôn phải có cái rổ. Tất cả những chi tiết này phải đều có đầy đủ. Tại sao phải có đầy đủ? Bởi vì nó tiện, mình có được một cái rổ, giờ mình đi chợ hoặc là mình mua gì bỏ vô, mình có một cái ba ga con mình nó ngồi lên đây để chân được, mình có cái móc treo đồ á thì á, khi mà mình mua đồ mình móc lên đây được, đều rất là dễ chịu. Và bạn nên nhớ, dọn là một chiếc xe là để sử dụng. Những xe tay dọn lại các bạn chân kiện tới các bạn đi lại có, nhưng mà tay không cần quan tâm là các bạn để ở nhà hay các bạn sử dụng, tay vẫn làm cho nó ngon nhất, nó đầm nhất và nó êm nhất, để mà khi các bạn cần các bạn sử dụng nó phải chạy được và nó phải chuẩn, nó không bị trục trặc, chủ xe người ta không khó chịu. Đó là cái tiêu chí hàng đầu của em. Mọi người như một, tất cả cho dù của chân cái xe hay là có để làm kỷ niệm hay là có sử dụng hàng ngày, cái xe các bạn vẫn thấy ngon. Ví dụ điển hình là mẫu xe rim Thái đúng zin gà đó, thấy không, thấy xe nát gần mà người ta còn đang đi cắt cỏ được, thì các bạn biết nó bao nhiêu năm, xe Nhật luôn á, nó nát tới coi đó mà người ta vẫn đang đi được. Các bạn là các bạn biết không, nãy giờ mình quên về cái chiếc xe bên cạnh luôn, là những cô chú lao công ở đây người ta cắt cỏ cái đồ nè, nó nát nhưng mà cái xe người ta vẫn chạy được, là các bạn biết cái độ bền của nó như thế nào. Nó đều ngon hơn những cái xe bây giờ. Và xe này đang nổ máy. Thêm một cái lời góp ý cho các bạn, khi mà giờ đây chiếu lên đồng hồ, các bạn hỏi mình đi Rodai bao nhiêu lâu, xin thưa với các bạn, xe rim Thái các bạn cứ đi Rodai là khoảng là 2.000 cây hoặc 3.000 cây. Tiếp đó là về vấn đề thay nhớt, thì các bạn thấy là trên đồng hồ này nè, cái đồng hồ này nếu mà nó hiện là 500 cây thì các bạn ra hãng hoặc ra bất kỳ tiệm bán nhớt nào mua bình nhớt tốt xịn các bạn thay. Và tiếp đó là trên đồng hồ này nó hiện số 1.000 km thì các bạn thay. Tiếp đó là trên đồng hồ này hiện số 2.000 km thì các bạn thay. Và tiếp đến trên đồng hồ này hiện số 3.000 km thì các bạn thay. Thì đó là 4 bình nhớt đầu tiên cho một chiếc xe.
sau cái thời gian đó thì các bạn cứ đi cố định là 1.500 cây, các bạn thay 1.500 cây, các bạn thay. Đó là quá trình bảo dưỡng định kỳ cho một chiếc xe. Và bố thắng dây ga dây e, các bạn cứ đi 20.000 là các bạn thay. Còn nếu anh em nào đi nhiều á thì có thể là 10.000 cây định kỳ các bạn làm, hoặc là cái xe đó có chở hàng gì đó các bạn làm, thì các bạn sẽ luôn có được một cái chiếc xe tốt, tình trạng tốt để làm. Và vấn đề bảo hành thì sao? Tất cả khi mà em dọn mới full của cái xe vậy thì tất cả những gì liên quan đến xe đều quy trách nhiệm cho em hết. Thì các bạn phải hiểu là à, có cái gì đó cứ khiếu nại với thằng Tây sẽ giải quyết cho các bạn. Chưa bao giờ em từ chối bất cứ cái cuộc khiếu nại nào của một người khách của em, cho dù là người ta làm một món đồ đó 80.000, 50.000, 20.000, em vẫn chịu trách nhiệm hết. Cho nên là khi anh em đã dọn được một cái chiếc xe tới tầm cỡ như vậy, với số tiền mấy chục triệu như vậy, cứ kiếm em bảo trì canh chỉnh lại. Hiện tại á, là em dọn một cái xe rim như vậy là 65-75 triệu hết, còn dọn được 20 triệu, 18 triệu như hồi xưa. Và những cái người mà dọn xe rim 20 triệu như hồi xưa á, tới bây giờ vẫn bỏ tiếp xe thứ hai, xe thứ ba cho em làm. Bởi sao? Người ta hiểu giá phụ tùng nó lên, chứ không phải là em dọn mắc, em dọn rẻ gì hết á. Ai chơi xe thì tự hiểu, hoặc là những người nào có kinh nghiệm về một chiếc xe sẽ hiểu hơn. Nhất là trong đại dịch Covid này thì người ta vẫn bỏ em dọn chiếc thứ ba, thứ tư. Và tại sao? Thì dĩ nhiên nếu mà làm không được, những người đó sẽ không kiếm em. Rồi, em cảm ơn 500 anh em YouTube rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người một đêm coi kênh vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.